Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 10 đã ra các loạt trận tiếp theo của vòng bảng cúp C1 châu Âu. Đó là các loạt trận ở lượt đấu thứ tư và kết quả đã khiến cho chúng ta khá nhiều bất ngờ khi những đội bóng lớn ở châu Âu đã nhận những kết quả không tốt như là Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Real Madrid và cả AC Milan nữa. Kết quả các trận đấu cụ thể như sau. Copenhagen cầm hòa Manchester City với tỷ số không đều. Maccabi Haifa đã giành thắng 2-0 trước Juventus. Điều này khiến cho Juventus đang lâm vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Dinamo Zagreb và Salzburg hòa nhau với tỷ số 1 đều. AC Milan dù được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên thì đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Chelsea. Shakhtar Donetsk và Real Madrid hòa nhau với tỷ số 1 đều. Trong khi đó thì thất bại 0-2 trước Leipzig. Dortmund và Sevilla cũng hòa nhau với tỷ số 1 đều. Paris Saint-Germain mặc dù được thi đấu trên sân nhà và có bàn mở tỷ số trước nhưng cũng đã bị Benfica cầm hòa với cái tỷ số. Cập nhật bảng xếp hạng của C1 12 tháng 10 như sau. Tại bảng A thì Napoli dẫn đầu với 9 điểm, Liverpool đứng thứ hai với 6 điểm, Ajax xếp thứ ba với 3 điểm và đứng thứ tư là Rangers 0 điểm. Ở vòng B thì Club Brugge dẫn đầu với 9 điểm, Porto đứng thứ hai với 3 điểm, Leverkusen đứng thứ ba với 3 điểm và Atletico Madrid đứng thứ tư với 3 điểm. Tại bảng C, Bayern Munich dẫn đầu với 9 điểm, Inter Milan đứng thứ hai với 6 điểm, Barcelona đứng thứ ba với 3 điểm và đứng cuối là Brescia 0 điểm. Ở bảng D thì Sporting Lisbon dẫn đầu với 6 điểm, Tottenham đứng thứ hai với 4 điểm, Frankfurt đứng thứ ba với 4 điểm và đứng cuối là Marseille 3 điểm. Ở bảng E, Chelsea dẫn đầu với 7 điểm, Salzburg đứng thứ hai với 6 điểm, Milan đứng thứ ba với 4 điểm, đứng cuối là Dinamo Zagreb 4 điểm. Tại bảng F thì Real Madrid dẫn đầu với 10 điểm, Leipzig đứng thứ hai với 6 điểm, Shakhtar Donetsk đứng thứ ba với 5 điểm và đứng cuối là Celtic 1 điểm. Ở bảng G, Manchester City dẫn đầu 7 điểm, Dortmund đứng thứ hai với 7 điểm, Sevilla đứng thứ ba với 2 điểm, đứng cuối là Copenhagen điểm. Tại bảng H thì Paris Saint-Germain dẫn đầu với 8 điểm, Benfica đứng thứ hai với 8 điểm, Juventus xếp thứ ba với 3 điểm và đứng cuối là Maccabi Haifa. Như vậy là tính đến sau cái loạt trận thứ tư của vòng bảng Cúp C1 châu Âu thì ban tổ chức đã xác định được đội bóng đã giành vé vòng 1/8 đó là Manchester City. Còn những cái đội còn lại thì chưa có vé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả cũng như bảng xếp hạng của Champions League Cúp C1 châu Âu diễn ra sáng nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.